Sau khi Tiêu Viêm sử dụng đến tầng thứ 3 của đấu kỹ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tu vi của hắn tăng lên tới 7 tinh đấu tông, có sự thay đổi rõ rệt về tốc độ và sức mạnh. Mái tóc hắn bạc trắng như ông lão, luồng đấu khí cuồn cuộn tuôn ra khỏi cơ thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngơ ngác. Chưa để cho Vu Hộ Pháp lấy lại bình tĩnh thì nam chính đã rút ra vũ khí xông lên chém vào cổ. Vu Hộ Pháp nghiêng người về phía sau tránh né, một thước vung ra xé toạc không gian trước mặt. Gã ta mà trúng đòn thì đầu óc chắc phải choáng váng rất lâu. Vu Hộ Pháp tính bài chuồn nhưng Tiêu Viêm đâu cho phép, hắn liên tục đuổi theo tấn công dồn dập. Đấu trực diện không chiếm được lợi thế, gã ta đành phải chuyển sang phương án khác là cầu kéo đến khi bị pháp hết hiệu lực. Lúc đó sức mạnh của hắn sẽ trở về trạng thái cũ. Kế hoạch đúng là rất tốt, nhưng Tiêu Viêm đâu dễ dàng để cho kẻ địch có cơ hội lật kèo. Hắn liên tục bón hành vào mồm Vu Hộ Pháp. Rơi vào đường cùng, tên này lại sử dụng ra tuyệt chiêu ngưng tụ đấu khí thành một con mãng xà khổng lồ. Tiêu Viêm cũng chém ra một luồng kinh lực đáp trả lại. Được biết, đấu kỹ Diễm Phân Phệ Lãng Xích hắn vừa thi triển có cấp bậc địa dài, luyện tới đại thành. Sơ tay nhấc chân liền có thể bổ núi cắt sóng. Nhưng mà công pháp của Vu Hộ Pháp lại mạnh hơn, kinh lực chém ra không thể phá hủy mãng xà. Tiêu Viêm phải thi triển thêm một chiêu thức cao cấp hơn mới ngăn cản được mãng xà đang lao đến. Vu Hộ Pháp lại điều khiển mãng xà há miệng phóng ra một luồng năng lượng khủng khiếp. Tiêu Viêm nhanh chóng tạo ra một tầng kết giới băng dị hỏa ngăn cản, sau đó tung ra đấu kỹ Đế Ấn Quyết. Một trường ấn khổng lồ giáng xuống vẫn chưa phá hủy được, thế là hắn ta lại thi triển chiêu thức thứ hai là Phiên Hải Ấn. Uy lực đấu kỹ địa giai cao cấp, thậm chí có thể so với thiên giai, quả nhiên lợi hại. Chỉ mới đánh ra thức thứ hai đã có sức phá hủy khủng khiếp. Ngày đó Huân Nhi đưa cho hắn đã dặn dò rằng không được tùy ý thi triển. Lúc này công pháp bí mật của cổ tộc đã bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Chưa vội tính đến chuyện đó, việc trước tiên hắn cần làm là giải quyết Vu Hộ Pháp báo thù cho Dược Lão. Hắn ném đó hỏa liền vào thẳng mặt, khiến kẻ địch no đòn. Chứng kiến kết quả này, đám người Diệp gia cũng đã bắt đầu biết sợ hãi. Vu Hộ Pháp đã 8 tinh đấu tông, vậy mà lại bị 2 tinh đấu tông đánh cho một trận tơi tả. Lúc trước, Diệp gia từng khinh thường và còn đối địch với hắn. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ mới thấy rùng mình. Trưởng lão Băng Hà Cốc nhận định hắn là mối nguy hại cần phải diệt trừ trước khi lớn mạnh thêm. Ăn trọn phần nổ hỏa liên vào mặt, Vu Hộ Pháp vẫn chưa tàn xác. Hồn điện đúng là quá quỷ dị. Tiêu Viêm không thể để cho gã ta có cơ hội nghỉ ngơi, hắn lao vút đến tấn công phía sau lưng. Tuy nhiên ý định đó đã bị Thiên Sai trưởng lão ngăn cản lại. Thừa lúc có thời gian rảnh rỗi, Vu Hộ Pháp nhanh trí phát tín hiệu cho cường giả hồn điện đến chi viện. Đánh solo không lại thì gọi người lên ganh. Cái tốt mạnh nhất là tốt nhiều người mà. Thiên Sương Tử thì muốn tiêu diệt Tiêu Viêm ngay lập tức. Lão hạ lệnh cho Thiên Xà cùng 2 tên trưởng lão cùng nhau vây công. Hành động lấy ít đánh nhiều không còn là quân tử rồi. Thiên Hỏa Tôn Giả lên tiếng mỉa mai điều đó. Thiên Sương Tử thẳng thắn nói rằng kẻ thắng thì làm vua, thua làm giặc, thế thôi. Băng Hà Cốc chỉ cần kết quả, không cần xem quá trình. Trước khi động thủ, Thiên Xà trưởng lão vẫn không quên nói vài lời xấu xa với hàm ý rằng Tiêu Viêm hôm nay chết chắc rồi. Những lời uy hiếp đó không những không làm cho Tiêu Viêm e sợ, mà còn bị hắn dùng lời lẽ phản đam ngược lại khiến cho lão điên tiết. Bọn chúng vừa lao lên thì bị một luồng sức mạnh ngăn cản. Tiêu Viêm niệm phép thi triển pháp quyết Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Đây là loại công pháp khống chế hỏa diễm thành các con thú. Tổng cộng 5 tầng, 5 con thú xuất hiện đồng nghĩa rằng nam chính đã tu luyện công pháp đến cảnh giới cao nhất. Thiên Hỏa Tôn Giả chính là người truyền thụ lại. Bây giờ nhìn thấy hắn tu luyện đến đại thành thì lão cũng phải khen ngợi. 5 con hung thú đứng thành một vòng tròn bao vây đám người Thiên Xà, rồi bắt đầu kết trận pháp. Kết giới nhanh chóng bao phủ xung quanh. Biết không ổn rồi, Thiên Xà vội hạ lệnh cho 2 trưởng lão cùng nhau kết trận phòng hộ, tạo ra một bức tường băng bao bọc xung quanh. Lúc này bọn chúng đã bị vây khốn, muốn thoát ra ngoài cũng phải mất thời gian. Tình cảnh giống như là cá nằm trong chảo lửa rồi. Tiêu Viêm tùy ý điều khiển trận pháp. Hỏa diễm nóng bỏng công phá các bức tường băng. Tình thế càng lúc càng nguy cấp, Thiên Sai yêu cầu tập trung sức mạnh của 2 trưởng lão lên người mình. Sau đó dồn toàn lực ngưng tụ sau một cây cung khổng lồ hướng về phía Tiêu Viêm. Chỉ cần tiêu diệt được người điều khiển, thì 5 con thú xung quanh cũng sẽ biến mất. Tiêu Viêm ngưng tụ hỏa diễm thành 2 cánh tay khổng lồ. Mũi tên bắn ra với uy lực khủng khiếp. Vậy nhưng trước khi chạm được vào người nam chính thì đã bị 2 bàn tay khổng lồ chụp lấy. Vụ vài chạm bạo phát một luồng dư chấn khủng khiếp,
Vài tòa nhà Diệp gia bị tàn phá, mặt đất cũng bị nứt vỡ. Tiêu Viêm rơi vào thế bị động phải phòng thủ. Càng giằng co thì hắn càng bị bất lợi. Một khi hết thời gian hiệu lực của Thiên Hòa Tam Huyền Biến thì hắn chết chắc. Sau một hồi giằng co kịch liệt, chiêu thức hai bên ngang tài ngang sức và cùng nhau phát nổ. Làn khói mù mịt che toàn bộ hành động của Tiêu Viêm. Tưởng rằng tiểu tử đó cầm cự không nổi nữa, Thiên Xà trưởng lão cực kỳ vui sướng. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui thì nam chính đã tặng cho một món quà bất ngờ. Hắn ném đó hỏa liền nóng rực vào thẳng mặt Thiên Xà. Nói thì dài mà xảy ra thì nhanh, hành động của Tiêu Viêm chỉ xảy ra trong chớp mắt. Thiên Xà cùng đồng bọn không kịp phản ứng thì hỏa liền đã phát nổ. Hai tên trưởng lão băng hà cốc phía sau có thực lực yếu hơn nên bị đưa về đất mẹ ngay lập tức. Thiên Xà trưởng lão bị trọng thương nghiêm trọng, đám người Diệp gia lại một lần nữa bất ngờ. Ban nãy hắn chiến thắng vu hộ pháp đã quá kinh khủng rồi, bây giờ lại một mình cần ba đấu tông, trong đó còn có một đấu tông đỉnh phong mà vẫn chiến thắng. Ngược lại thì Tiêu Viêm cũng trọng thương rất nặng, đấu khí tiêu hao gần như không còn. Nhìn thấy vu hộ pháp, hắn gắng gượng thuấn di đến bên cạnh. Tên này nhất định phải chết. Vu hộ pháp biết mình gặp nguy hiểm nên vội bỏ chạy, nhưng kết quả vẫn là không chạy thoát. Gã ta lấy danh tiếng hồn điện sao uy hiếp. Tên này chính là kẻ đã bắt dược lão đi. Trong lòng hắn chỉ có phẫn nộ chứ không hề có chút lo sợ nào. Những lời uy hiếp không có chút tác dụng. Vu hộ pháp hối hận vô cùng. Biết thế năm đó đã đập chết Tiêu Viêm rồi. Tuy nhiên đúng lúc đó không gian xung quanh đã bị xé rách. Cường giả hồn điện cũng đã tới. Bọn chúng có tận 6 tên hộ pháp và một vị tôn giả. Thanh Hải tôn giả có tu vi nhị tinh đấu tôn. Dù là Thiên Hỏa tôn giả thì cũng khó đánh thắng. Tình hình đúng là không ổn rồi. Vu hộ pháp vội vàng lên tiếng cầu xin Thanh Hải mau ra tay bắt giữ Tiêu Viêm. Tiểu tử này chính là người mà điện chủ muốn bắt. Lời này vừa nói ra, Thanh Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Lão ta yêu cầu hắn thả vụ hộ pháp ra ngoài rồi tự giác đi theo về hồn điện. Tiêu Viêm muốn bỏ chạy, nhưng cường giả đấu tôn vẫn là sự khác biệt quá lớn. Chỉ cần nhẹ nhàng tốc biến đến trước mặt hắn, rồi vung tay tạo ra một cái lồng giam vây khốn. Thiên Hỏa tôn giả bị Thiên Xương Tử ngăn cản, hoàn toàn không có cơ hội tiếp ứng giải cứu Tiêu Viêm. Rơi vào đường cùng, Tiêu Viêm đành phải chơi bài liều mạng dung hợp ba loại dị hỏa vào một chỗ. Dù có chết thì cũng phải dẫn kẻ địch đi cùng làm bạn. Thanh Hải tôn giả ngưng tụ đấu khí thành một bàn tay khổng lồ giáng xuống. Dị hỏa chưa dung hợp xong thì bàn tay khổng lồ đã ở ngay trước mặt. Bùm một cái, Tiêu Viêm đã bị đánh tàn xác, nhưng đấy chỉ là trong tưởng tượng mà thôi. Một cỗ lực lượng đột ngột bao bọc Tiêu Viêm lại, ngăn cản toàn bộ công kích. Tưởng rằng Huân Nhi đã đến, nhưng vẫn chưa đến lúc đó đâu. Người ra tay giữ lại tính mạng cho Tiêu Viêm chính là Tiểu Y Tiền. Sau khi đã khống chế hoàn toàn ách nan độc thể, cảnh giới của Tiểu Y Tiền đã là đấu tôn, thậm chí còn lột xác thành thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng dõng dạc tuyên bố rằng kẻ làm Tiêu Viêm bị thương đều phải chết. Đi cùng câu nói đó cũng là lúc tập phim khép lại. Cứ đến đoạn gay cấn thì hết phim, nhà sản xuất thật là biết cách làm cho khán giả chờ mong. Sẽ còn bao nhiêu bất ngờ và biến cố nữa xảy ra, rồi Huân Nhi liệu có cơ hội ra sân hay không? Các bạn hãy cùng mình đón xem các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!